ngày 9 tháng 10, ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh tổ chức bế mạc chuỗi sự kiện ngày hội khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai. Phát biểu tại sự kiện này, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là Văn hẳn cho biết, đây là lần thứ 6 tỉnh trà vinh tổ chức thành công ngày hội khởi nghiệp với gần 50 chuyên gia và hơn 800 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự. Theo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua Mặc dù Trà Vinh còn nhiều khó khăn, nhưng với chủ trương của tỉnh quỹ, sự tập trung lãnh đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh và sự đồng tình ủng hộ tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với kết quả đó đã giúp cho tỉnh phát triển kinh tế xã hội đạt hiệu quả cao. Cụ thể trong 9 tháng năm 2024, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,93% chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 xếp hạng 24 trên 63 tỉnh thành trong cả nước và hạng 7 trên 13 tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số xanh cấp tỉnh BGI xếp hạng 13 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm nay, đã thu hút được 13 dự tăng 4 dự án so cùng kỳ trong đó có 12 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 5.400 tỷ đồng và một dự án nước ngoài có tổng vốn đầu tư 2 triệu đô la Mỹ. Theo lãnh đạo tỉnh, ngày hồi khởi nghiệp năm 2024 đã ghi đậm dấu ấn và những bài học thực tiễn cho các cá nhân có ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đồng thời là sân chơi để gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng góp phần hình thành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối ngày càng hiệu quả hơn với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước thời gian tới